Mình vô dây nghe anh em. Giờ mình chạy lại cái bãi chim, mình lại sẽ lấy sát khí cho nó. Đây, này mình vô dây rồi. Đợi mình chút xíu. Mình chạy ra đây mình bắn mấy con chim, mình sẽ bắn 3 con. Chim không? Chim dây điện nè. Mình sẽ bắn lấy sát khí cho cây này nha anh em. Chim ở đây là bao bắn luôn. Mình bắn hướng này đi. Đây nhà cũng nhiều lắm, bắn sợ người ta la lắm. Anh em thấy chim không? Nghĩa rất là dơ khu vực này. Đứng đây mà có thể nghe được cứt nó kêu luôn đó. Cứt nó gớt nghe bẹp bẹp luôn đó. Rất là thúi. Nghĩa vô xe mình luôn nè. Đây mình sẽ lấy sát khí cho cây u hiếp nha anh em. Đây u hiếp nè. Mới vô dây luôn. Bắn phải trúng nha anh em. Chết nè. Tôi bắn nó bành sát luôn này mà. Tôi bắn nó đổ lòng luôn rồi. Nó chưa chết nè mà. Được một con. Một con nghe anh em. Hai con. Hai con nghe anh em. Giết nhiều quá không nên. Rồi rồi, nó ỉa cứt bẹp bẹp luôn em à. Trời ơi trời, mới đó mới kịp coi. Hết hồn chưa má. Ba con anh em, con đó bị thương rồi. Này tôi bắn nãy giờ là hai con rồi đó anh em à. Lụm con nghe anh em. Tụi nó làm sao sống nổi được. Ở đây em thấy chim nhiều không? Tào hồ bắn luôn. Đường cái bên kia là chống nhà nghe anh em, mới bắn qua hướng này được. Chết nghe anh em. Đụng nghe anh em. Sát khí dữ dằn lắm anh em à. Lụm nó này em ơi. Rồi chúng dây điện luôn. Bên đó là cái kho không ai hết anh em à. Lụm nghe anh em. Cái ná 123.000 thôi. Quá dữ rồi. Bắn là bách phát luôn anh em. Chỉ có 123.000 thôi. Em thấy thấy chim nè. Rất là đông. Thích con nào bắn con đó thôi. Hôm nay mà bắn dây điện bự không được. Điện nhỏ thôi. Đây nè. Hai con này.
rớt ghe anh em. Rồi lụm đi, lụm đi, lụm, 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 lụm. Lụm đi. Đây nè anh em. Rớt. Dây đã bự quá, bắn trúng dây không anh em à. Rồi nó bay hết rồi. Rất là nhiều. Rồi lại bắn con nữa mình về được rồi anh em ơi. Mấy chim này không có ăn được gì đâu. Bắn chỉ lấy sắc khí rồi bên kia kìa, đậu lệnh đó kìa. Cái hang này cái nữa ai. Lụm. Em thấy nó bắn không? Lụm. Chim là bao đâm luôn. Hụt lắm. Đây nè anh em à. Hết thấy đường rồi. Lụm. Rồi tôi lụm mấy con chim này về. Rồi chào tạm biệt anh em. Đây là ná u hiếp 123.000. Làm sao sống nổi. Lấy sát thương mà. Thôi tạm biệt anh em về nha. Được rồi.